Thưa quý vị và các bạn, cùng với việc tập trung cao thực hiện công tác giải phóng mặt bằng các dự án trọng điểm của tỉnh trên địa bàn, thị xã Mỹ Hào cũng đang tích cực đẩy nhanh công tác giải phóng mặt bằng để triển khai các dự án do thị xã làm chủ đầu tư, thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công. Dự án cải tạo mở rộng đường trục trung tâm đoạn từ nút giao bến xe đến đường tỉnh 387 là một ví dụ. Những ngày này, trên tuyến đường trục trung tâm thị xã Mỹ Hào như một đại công trường. Bên phía phải tuyến đường đi từ trung tâm thị xã ra hướng bến xe, các hộ dân kinh doanh bên đường đang rất tích cực phối hợp với chính quyền địa phương tháo dỡ các công trình thuộc phạm vi hành lang giao thông để trở lại mặt bằng phục vụ dự án. Còn bên phía phải thì nhà thầu đang huy động nhiều phương tiện đào múc san gạt đắp cốt nền đường và các hạ tầng kỹ thuật như hố ga, cống tiêu thoát nước. Vì thi công trong điều kiện vừa xây dựng vừa khai thác nên công tác đảm bảo an toàn giao thông luôn được nhà thầu đặt lên hàng đầu. Trong cái lúc thi công thì nhà thầu cũng đã có người cảnh giới và làm tăng ca đêm, thì nhà thầu cũng đã bố trí những cái mũi an toàn để làm cảnh giới, phân luồng, phân làn cho xe đi. Dự án cải tạo mở rộng đường trục trung tâm của thị xã Mỹ Hào được mở rộng 42m, có tổng chiều dài gần 3,3 km, đi qua các phường xã Nhân Hòa, Dị Sử, Phùng Chí Kiên và Cẩm Xá. Điểm đầu từ nút giao bến xe đến đường tỉnh 378. Dự án do liên danh nhà thầu Công ty Cổ phần Xây dựng và Thương mại Việt Long và Công ty Trách nhiệm hữu hạn Xây dựng và Dịch vụ Tân Thành Đạt thi công. Tổng diện tích đất cần thu hồi phục vụ dự án là gần 7 hecta, trong đó có 116 hộ dân liên quan đến diện tích cần giải phóng mặt bằng. Nhờ làm tốt công tác tuyên truyền vận động nên ngay khi dự án bắt đầu triển khai đã có nhiều hộ dân đồng thuận, dù chưa được nhận tiền bồi thường hỗ trợ nhưng vẫn bàn giao đất cho dự án. Chúng tôi rất đồng thuận đấy, nhưng mà mặc dù là cũng chưa giải ngân rồi trả chúng tôi tiền đâu, nhưng mà chúng tôi vẫn sẵn sàng để cho đơn vị thi công trước đi để cho nó kịp cái tiến độ. Đến thời điểm này, Ủy ban nhân dân thị xã đã tổ chức chi trả tiền bồi thường hỗ trợ giải phóng mặt bằng dự án cho 112 hộ trên tổng số 116 hộ với tổng số tiền gần 15,6 tỷ đồng. 4 hộ còn lại, thị xã đang rà soát nguồn gốc đất để lập phương án bồi thường trong thời gian tới. Sự ủng hộ của các hộ dân trong công tác giải phóng mặt bằng đã và đang là tiền đề quan trọng để thị xã Mỹ Hào phấn đấu đưa công trình vào sử dụng sớm. Trong quá trình triển khai thì hai bên đường cũng có rất nhiều hộ gia đình cũng xây nhà, các công trình kiên cố, rồi là những cái cơ sở buôn bán kinh doanh. Tuy nhiên thì khi thị xã triển khai thì cũng đã được sự đồng thuận rất cao, đồng tình của nhân dân. Nhiều hộ gia đình cũng đã chủ động tự giác tháo dỡ những cái công trình mà trên cái phần diện tích mà chúng tôi dự kiến thi công trong một tháng bắt đầu khi triển khai. Thì về cơ bản thì các hộ đã dành tất cả những diện tích để phục vụ cho cái dự án này. Theo số liệu tổng hợp, đến ngày 2 tháng 11 này, giải ngân lũy kế của công trình đạt gần 72 tỷ đồng, bằng 72% kế hoạch vốn được phân bổ năm 2023. Với điều kiện thời tiết khô hanh như hiện nay, cùng sự quyết tâm của chủ đầu tư và nhà thầu, thì việc hoàn thành giải ngân số vốn 100 tỷ đồng cho dự án trong năm 2023 là hoàn toàn khả quan. Thưa quý vị và các bạn, thực hiện chủ trương của tỉnh cho phép xây dựng các khu đất đấu giá làm nhà ở cho nhân dân, tạo nguồn vốn xây dựng cơ sở hạ tầng nông thôn mới. Thời điểm này, các địa phương có dự án đang đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng và xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu đấu giá đất. Sau đây là ghi nhận của phóng viên chuyên mục tại xã Hồng Vân và xã Đan Lộc, huyện Ân Thi. Đây là khu đất rộng 1,5 ha thuộc thôn Đan Lộc, xã Đan Lộc, được quy hoạch xây dựng làm khu đất đấu giá quyền sử dụng đất cho nhân dân làm nhà ở. Với sự vào cuộc tích cực của cấp ủy chính quyền và các tổ chức đoàn thể nên chỉ sau 90 ngày thực hiện quy trình giải phóng mặt bằng, cả 11 hộ dân đã đồng thuận nhận tiền bàn giao mặt bằng cho đơn vị thi công. Qua mấy tháng triển khai thì giờ đang san đắp, đang đẩy nhanh cái tiến độ làm cơ sở hạ tầng. Làm sao mà từ nay đến hết năm 2023, chậm là đầu năm 2024 có thể đang tổ chức đấu đất đất dân được. Cùng với tinh thần ủng hộ dự án cao để có nguồn kinh phí xây dựng chính quê hương mình, chỉ sau một tháng triển khai công tác giải phóng mặt bằng, 40 hộ dân ở thôn Đan Tràng, xã Hồng Vân đã bàn giao 1,7 hectare đất nông nghiệp cho dự án, tạo thuận lợi để địa phương triển khai xây dựng cơ sở hạ tầng.
cao. Những cái hộ dân đồng tình nhất trí và cho đơn vị xuống kiểm đếm và trao tiền lại cho nhân dân thì nhân dân rất là đồng thuận. Thì trong vòng một tháng thì anh em tôi đã coi như là bàn giao được cái mặt bằng cho đơn vị thi công để chúng ta tiến hành làm. Hiện trạng thì chỉ còn cái phần nằm hoàn thiện hạ tầng thì có đặt cống rãnh rồi bắt đầu cắt khuôn đường, thì đơn vị thi công cũng cố gắng là sẽ hoàn thiện đảm bảo cái tiến độ là sẽ rơi vào khoảng trung tuần tháng 12. Việc thực hiện tốt công tác tuyên truyền tạo sự đồng thuận cao trong nhân dân khi thu hồi đất, triển khai các dự án đấu giá quyền sử dụng đất làm nhà ở tại huyện Ân Thi đã và đang tạo thuận lợi để các địa phương có thêm nguồn lực xây dựng nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu, góp sức cùng cả tỉnh hoàn thành mục tiêu xây dựng Hưng Yên thành tỉnh nông thôn mới nâng cao trong năm 2025. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chuyên mục Tháo nút thắt giải phóng mặt bằng nhanh của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào chuyên mục này lần sau. Thân ái chào tạm biệt.